Hello, bạn nào nhu cầu mục đích liên quân có những skin ID giá rẻ, liên hệ ngay với mình. Zalo mình sẽ để trong phần mô tả nha. Mình có nhận tìm nick theo yêu cầu, uy tín 100% luôn nha anh em. Vận may.net, website chẳng lẽ mua một uy tín, đỉnh cao chẳng lẽ. Thanh toán chỉ với 3 giây, tự động 24/7. Website chẳng lẽ số 1 Việt Nam. Truy cập ngay vận may.net để chiến nha. Ok, hello, đây là kênh của mình nha. Hôm nay solo để top 3 xếp hạng Yuka nha anh em ơi. Let me Yuka. Chơi cũng gần 3.000 trận rồi này, không phải đùa đâu nha. Bữa nay mình bê là đích chính anh em ơi. Tết anh em như thế nào rồi nhờ? Quýnh bài có ăn không nhờ? Cái gì đòi ăn con dơ của tôi à? Ai cho? Đánh này. Cái nữa. Trời, đánh thường cái nữa là ngon rồi. Sao quá anh em à. Anh em có nhu cầu mua nick này hoặc là cày thua liên hệ ngay với Zalo của mình nha mọi người. Tết mình bán nick xuyên Tết luôn nha. Và anh em nhớ cho mình nút like, đăng ký kênh nha. Giúp mình lên được 28.000 cái sub sớm nhất nha mọi người ơi. Solo kèo Yuka thì anh em biết rồi đó. Nó cũng cách cũng gọi là quá là dễ dàng anh em à. Có nhiều ông nói là Yuka ông này gà, ông Yuka kia gà. Hôm nay mình sẽ bẻ cổ ông top 3 xếp hạng Yuka cho anh em xem như thế nào nha. Một rỉa, hai rỉa thôi nha anh em. Nửa cây máu. Quá là do cái skin được bóp sức mạnh anh em à. Yuka lên nha. Top nó lên, Yuka lên. Biết ngay mà. Đợi nó này đã. Yuka có về không? Về bắt Yuka luôn. Không về à. Không về chơi luôn em ơi. Từ từ nha, không bỏ nha. Canh bóng cho gần mình đã. Thằng này được quá nha. Bắt này. Con mến này kìa. Đây, chắc biết này, ngon. Từ từ em. Cứu bùa đi nhanh lên. Mình chừa chiêu để cho thằng Ben nó vô lên em à. Được. Né này đầy rồi, bắt tôi này. Này, ây da, nó biến quái này. Ngon. Thôi, lui về. Trời, lâu vô. Mời các bạn làm ghê quá. Về anh em ơi, Yuka nó ra rồi, Yuka còn chiêu nha. Mua nick thì bên, nếu anh em bên Facebook cũng được này. Facebook của mình là Hoài Đạt á. Mình để trong link, trong phần mô tả của mình á, anh em thấy không? Trong trang mô tả của mình á, là link Facebook của Hoài Đạt mình để trong đó nha. Còn anh em là muốn nói chuyện bên Zalo thì Zalo trên màn hình này. Hoặc là trong mô tả cũng có nha. Là số đúng tên Dương Tấn Đạt của mình nha mọi người ơi. Đánh này, nấp gì ông nội? Rồi. Đòi ăn. Trời đòi ăn. Trời, được. Team này là dép, team bên mình là dép cha đi gần. Ê, đi top nha, đi mid nha. Tại mình đi mid yếu lắm anh em biết sao? Mình đầu game đã yếu rồi, mình đi mid mấy game mà anh em à. Mình farm không farm được, toàn là bị rừng mới để top ra farm không à. Mình không farm được gì hết. Nghĩ sao mà người ta bên kia video nó 6k tiền mà mình mất 2k5 tiền là anh em hiểu rồi. Làm sao không chém ra đam đây? Khó lắm, bắt buộc mình phải kêu ông nó đi mid đi, mình đi top. Ông đấy ông nó còn trâu bò, ý trâu này, ông còn đảo lên, còn khó dễ sống hơn mình nữa. Còn mình là đầu game, mình dành cho đầu game mình rất là yếu đam. Gì vậy? Chơi luôn á, không sợ đâu nha, không sợ đâu nha. Mình phải làm cho nó sợ mình em mà, thấy không? Nó chung trụ thôi chứ không ra đường nữa. Tuy là nó còn chiêu hơn mình đấy. Cái gì? Mỹ lùi về à? Mình núp trong đây à?
Nếu nó làm cái gì tao đâu đi qua đó đâu. À này được quá nha. Đèo đếp đến nè. Nhảy nhảy đi cho nhảy nè. Nhảy hai cái nè, nhảy đi đó, nhảy đi. Nhảy đi. Nhảy đi. Nè 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 nè. Nhảy đi. Trời ơi, cay thế nha. Rồi mình cái rỉ rỉ của này là cay lắm anh em à. Quay già bên kia cũng khó chịu thế nha. Ăn cục máu xong mình ra mình chơi Yuka này mà. Nhưng mà mình chưa có công ty. Rồi thông rồi xong rồi. Không chịu về là chết với mình nè. Không chịu về nè. Một đĩa nè, hai đĩa nè, ba đĩa này. Nè nè nè, nước qua đây. À nó nước qua kia. Nước qua đây, nước qua đây. Đồi chạy. Ý ý. Trời ơi quá cầu không được kìa. Thôi đồ bắt, đồ bắt, đồ bắt, đồ bắt, đồ bắt. Thôi nào bồi. Ôi ôi. Cái pha đó mình còn nửa cây máu, mình bấm bó cầu được là mình ngon rồi anh em, mà mình sống chắc luôn á. Đó là mình bị câm lặng anh em, mà mình không bấm uống quả cầu được. Mình bấm mấy lần luôn ấy. Yuka đổi solo với mình đâu có được. Nhưng mà bên mình đang bị lỗ trụ đây mà, hơn mạng nhưng mà lỗ trụ nha. Chết rồi, chết rồi. Ui ui, Yuka nha. Yuka vô đã đi ra kìa. Thôi xong rừng rồi, không ai phụ rừng ở rồng kìa. Hai. Đợi đến ca lấy trụ luôn em ơi. Yuka trên kia rồi, tên bạn trên kia hết 5 người luôn rồi. Lấy trụ mới win nha anh em. Ăn mạng nhiều cũng phải thua thôi. Giờ anh em ăn 20-30 mạng, mười mấy 20 mạng cũng vậy á. Mà anh em không lấy trụ anh em cũng vẫn thua thôi à. Trụ nhất là vẫn là quan trọng anh em à. Ê, ê, anh Yuka bấu. Anh Yuka bấu, đi đâu ấy. À, chắc chị trao luôn, tăng trụ luôn. Nhường, nhường, nhường. Tưởng không chết à. Ai. Này, đi Yuka bấu này. Chơi này, ấy, con này già nó khó chịu quá đi anh em à. Ủa, con bé nhảy đâu vậy? Ơ, à, con bé nhảy đâu vậy? Ơ, à, đầu bắt, đầu bắt, đầu bắt. Y, hay quá nhờ. Thôi về đi anh em ơi, Yuka ra rồi kìa. Ồ, lắc rồi, lắc rồi, lắc rồi, lắc rồi, lắc rồi. Cái gì vậy, cái gì vậy? Ở đây xong giờ đứng bắn gì vậy? Ủa tôi bị lắc rồi anh em ơi. Gì FPS tụt xuống con mười mấy vậy? Ờ đâu? Ủa đâu ai gọi đâu? Ờ kìa mày cái gì vậy? Tao bấm, tao bấm luôn tao biến rồi. Ờ cái gì đó? Tự nhiên rớt FPS kìa. Lắc rồi, lắc rồi, đâu lắc rồi. Ép nhanh anh em ơi, tôi bị lắc rồi anh em ơi. Yuka kìa, Yuka kìa. Ý vẫn ăn được kinh công này. Trời ơi tôi bị lắc kìa, giờ sao đây? Để tắt bớt mấy cái này coi. Ok. Thôi tự nhiên nó đốt FPS quá trời luôn đây mà. Ép mít nè mọi người ơi. Dạ 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 ơi. Nó lắc kìa, mình không xài chiêu được anh em à. Nó cứ năm mươi mấy, ba mấy, bốn mấy biết à. Ép nhanh đi anh em ơi, thua bây giờ nha, tôi không đánh được đâu nha. Cái gì hết trơn. Ở hơn này được quá nha. À này được đó nha. Nhưng mà phải thua thôi. Không có win được đâu. Tự giờ này lại lắc nó kìa. Vãi đạn đi. À, không xài chi được này. À, cày thế nha. Ờ win rồi không sao anh em à. Ok
Hẹn em vào đây ngày mai nha, hoặc ngày mốt nha. Bye bye. Hôm nay là bao nhiêu rồi? Ừ. Rất yên tĩnh. Ừ.